sư phụ thích vậy nè, búi tiêu vậy bạc bạc vậy đó, để nó già chơi vậy. Thầy biết thiên cơ nhiều quá mà chờ hoài không thấy gì, mau già lắm, thà không biết vô tư quá, không có lo nhiều. Đố ai biết được thánh phàm, biết người cứu thế mới hay anh tài. Hoàng bào áo vải che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạ kỳ. Chỗ này á, hồi nãy cái bài thơ của Ấn Mẫu Đức Hạnh 1938 ở chùa Ngọc Sơn Hà Nội đó, Mẫu có nói là thầy tăng mở nước vậy mà mới hay. Thầy tăng mà sao mà mở nước, tu tu phải không, mà cái người này trong lòng á là tăng mà ở ngoài á là khác. Cho nên có cái bài thơ của mấy vị cũng trùng hợp á, thầy tăng mở nước vậy mà mới hay á, tức là lo về quốc gia đó. Mấy vị có nói mà thầy tăng mở nước vậy mà mới hay, thì đây là hoàng bào ở dạy cho thăng, nửa tăng nửa tục nói năng lạ kỳ, ngu ngơ giả dạ giả thật, nửa mê nửa tỉnh nửa răng dạy người, nói năng làm việc dị kỳ, cực đùa đủ hạng quất râu của rồng. Ở trong hạng thù mấy ông rồng bằng cây thôi, mình vô đi ngang ổng phủi bụi vuốt vô, nhớ không, nhớ trong hạng hả? Này nói gì? Âm thầm chuyển pháp các vua. Câu này á, nếu mà người phải hiểu á, là khi mà mình nói thiên cơ nãy mình đọc vậy á, làm cho người ta dễ có một định hướng là tính. Cái trí tuệ của con người học có giỏi cỡ nào nữa cũng không bằng ở trên trời tính sẵn rồi. Mà huống chi trên đời này có ai dám cãi lời ông trời không? Những cái gì trời định một cái là thôi, như đinh đóng cột, nó vậy là vậy. Cho nên sư phụ lộ cơ là để mà định hướng vậy đó cho họ. Tao đưa ra đó, đáp số rồi đó. Không cần mới ngồi tính làm toán đố mà đưa đáp số luôn á, đưa 6 con số chúng luôn á, đặt đi, đặt thiên tâm là hành Phật liền, là về trời liền, đúng luôn á, chánh đạo. Vậy mà nhiều người cũng không thèm đặt nữa. 6 con số mà. Cất đùa đủ hạng vuốt râu của rồng, âm thầm chuyển pháp các vua, hòa bình khai mở muôn dân an lành, pháp thiên cơ chuyển xây dần. Pháp thiên cơ nghĩa là từ 2018 á, phù được lộ thiên cơ á, thì mấy vị cho lộ á. Với mấy cái bài thơ này xưa giờ đâu có ai đọc đâu, thì phù là người nằm một cầm một cái binh thư một đống này nè, thì mình mới đọc. Thì từ hôm nay mới xây dần tới ngày hôm nay là như 4-5 năm đúng không, là nó xoay chuyển nhiều lắm á. Nó ra được cái đạo, nó ra được một cái nước Việt Nam hôm nay bỏ Tàu theo Mỹ. Hiện giờ Việt Nam mình đang bỏ Tàu theo Mỹ, thì cũng nhờ mấy cái bài thơ nãy giờ mình đọc á. Gọi là ở đây có nói là pháp thiên cơ chuyển xây vần, nông thương công mãi đủ đường ấm no. Đến khi nó làm những cái mấy người hiện giờ đang biểu tình ngoài kia quốc hội á, là để kiếm ngoại giao, kiếm business về bển đúng không? Thì là câu đó. Nông thương công mãi đủ đường ấm no, đến khi kết cuộc rõ ràng, giật mình mới biết mình quen lâu rồi. À, mà thì kết cuộc rõ ràng, giật mình mới biết mình quen lâu rồi. Quen chưa? Quen không? Ai cũng đè mình đúng không? Chụp hình 5-6 năm. Dạng hình ai cũng biết tên, cho rằng điên loạn nói lời thị phi, cho nên mới rẻ mới khinh, nhờ đó mà sống đến ngày hôm nay. Đến khi muốn biết là ai, vì sao ẩn hiện không ra độ đời, thương cho sanh chúng u mê. Không biết á, mấy cô thư ký hồi trước khi Phụ mua nó này, Phụ biết Sư Thiên Tử. Tại có mấy ông rộng đó ngày nào cũng nói chuyện với mấy ổng, mấy ổng bay vòng vòng mà ngồi thiện sư phụ. Không tin là không tin, cứ nghĩ là sư phụ thích
collection gỗ rồi vậy đó. Không phải. Mà đến lúc mà nhà ba bị bệnh hay da có bệnh á, ô anh chị khấn giùm, khấn cái là hết bệnh. Không, đụng tới mình á, mình xin điều là được hết. Vậy mà mình nói là nhất định không ai tin. Cho nên là mình mới buồn phải không? Từ trước khi có cái núi này luôn chùa biết. Ở dưới chùa thì cũng có nói cho họ biết mà họ cũng không tin. Ngộ lắm. Không phải dễ mà, tại vì ngày nào cũng gặp mặt rồi đấy, mà cái mình nói. Mình nói là tôi không phải là Kiệt Ngô, tôi vậy vậy vậy. Không ai nghe mình. Bạn cũ, anh em hay là mấy thằng làm chung bạn mấy chục năm cũng vậy, lì lắm. Khi mà đã biết rồi khó tin. Nên mới nói là ẩn ẩn hiện hiện. Vì sao ẩn hiện không ra độ đời, thương cho sanh chúng u mê. Hiện ra chỉ có phụ người mà thôi. Đúng là phụ người. Gần lúc mở cái núi này gần 5 năm trời, không ai hiểu. Đến lúc mà gần tới mùa Covid mà nó bộc phát lên á, thấy chúng sanh sắp bị chết như là củi á, lúc đầu mới buồn buồn, mới vô ngồi vu vơ có một chút xíu, mười mấy phút á. Lúc đó là bắt đầu ra nói chút chút, ngồi ngay cái clip mà số 1, số 2 á. Từ đó tới ngày hôm nay, lúc đầu mới ra nói luôn. Chứ thôi trước đó cả chục năm đâu có nói được. Mà mình nói không được á, ai cũng coi thường mà. Nó giống như phụ có tiền rồi sao bây giờ bị ngồi thiền tẩu quả nhập ma gì. Nó không có. Tao thiệt mà, tao là nhà kỹ sư khoa học đâu có bị gì đâu. Tao đó là thiệt. Mà mình nói cái gì cũng trúng luôn á nghe. Mình nói chặt rồi thôi, đâu còn mặt ngồi đây đâu. Nhưng mà tao cũng không nghe. Thương cho sanh chúng u mê, hiện ra chỉ có phụ người mà thôi. Đường tu sanh chúng lu mờ, mê mà chấp pháp, kẹt đời làm sao. Cho nên ẩn ẩn mờ mờ, khuyên cho sanh chúng tịnh tu mau thành. Của một vị thánh viết năm 1929. Chứ là mấy vị đã nhìn thấu cả cuộc đời của hộ là hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Thì mấy vị đã nói trước. Cũng như ông Đức Thầy nãy viết cái bài Xuân Hạ Tác Cuồng Thư á, là cái bài đó năm 41. Cái vụ sanh năm 65. Tức là nhiêu năm? 20 mấy năm sau. Mà Đức Thầy đã cho cái tên sẵn vậy rồi.